진짜 많아. 진짜 많아. 아니 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 안 들어도 돼. 아니 나는 내 메시지. đó bây giờ là mẹ không có làm nữa rồi đó ông má ba thử đó à, con đưa đi tự đưa đi tự đưa luôn đi đây đây nè đây này đây đây nè mọi người ơi hôm nay con ăn gì con giới thiệu luôn đi cái này là cái gì đây sườn nướng sườn nướng rồi con giới thiệu đi sườn nướng mà hôm nay con ăn sườn nướng hôm nay ăn sườn nướng à. Đây là mình sườn mình nướng nè mọi người ơi. Muốn cho mà gọi có nướng trong cái lò à mà hả? Đây có một thứ mà. Ờ để mẹ cho con. Đi con. Cái này cầm tay ăn cũng được đi, cầm tay ăn đi. Cầm tay. Ừ. Ừ. Con xin cầm đi. Dán táo lên con. Nè. Ừ. Còn cái này là canh canh cải xà lách. À, cải xà lách son. Cái này cải xà lách son nè mọi người. Hôm nay mình mới mua về. Ó, cải xà lách sao ngon, nước quá không? Ngon không? Ngon không? Ngon quá. Cải này mình mua 7 ngàn 1 ký. 7 ngàn 140 ngàn á mọi người. Đi ăn thử làm gì mà hứ hứ hoài ta. Nè, ăn cùng mình mọi người ơi. Ngon không? Ngon Bi. Để mẹ đưa con cục khác. Cục này nó bị cháy rồi Bi, nó cứng không Bi? Ừ, đúng rồi. Ăn gì rồi. Nè Bi, nè con ăn cục này nè. Cục này nó hơi bị cháy nè. Ăn cục này đi nha. Ngon quá, chồng mình làm mọi người. Cái này chồng mình nướng nè. Mà con mẹ sao nó chỉ chín rồi á? À, cái miếng của mình đâu rồi? Miếng nó ngon rồi. Ngon không? Xương hả? Xương nhỏ ra nha. Cục thịt mà nó cứng bây giờ. Bột chút thêm. Dầu giòn mà ngon quá hả? Ngon xương. Ăn cái đi xin. Đó. Đó. Cảm ơn em. Như vậy. Mẹ cảm ơn mẹ. Cảm ơn em. Cảm ơn mẹ con mới là cảm ơn mẹ. Mệt quá rồi con ăn hết đó rồi ăn mặt cơm nha. Cái xà lách xong nấu canh thịt bằm ăn ngon thiệt luôn á. Để cuốn qua mà ăn con đi. Cái này ăn nãy mà lấy cái dĩa tròn tròn bỏ vô là giống như là cơm sườn luôn mọi người ha. Tại đây có nước mắm chua ngọt nè, cái là dưa leo bỏ vô bên chiên cái hộp vịt nữa là cơm sườn. Cái này là dưa leo. Ui. Dưa leo. Ui. Dưa leo con nói đi. Ui nè. Dưa leo. Dưa leo nè. Ui. Anh nhé. Dưa leo. Dưa leo. Leo của chào mừng nữa. Bà bà chào bà. Chào mừng chứ. Giỏi quá. Bi biết ăn dưa leo luôn á. Giỏi quá. Bi ăn gạo nhiều bi cao á. Nha. Đừng có thay ra chả.
맛있다. 김치는 김치. 김치. 하이. 여기 있잖아. 너무 멋있네. 우유. 가야. 가야? 가이. 아, 배우다. 아, 이거 보자, 원. 안 매워. Canh cải xà lách son này chồng mình không ăn mọi người, cho nên mình để bình hướng bên này nha. Nói để sao xa có một cái muỗng chồng mình không ăn được. Tại chồng mình không có ăn cái canh này. Chồng mình chỉ ăn mấy món này thôi à. Em có ăn bột quay chị? Ừ, có ăn không? Cho ăn thử nha. Ăn thịt này, có thịt mình cho ăn thử nha. Cái cải, canh cải này nãy mình nấu là thịt thịt cái sườn đó mọi người, rồi mình lấy cái sườn nhỏ nhỏ ra mình để mình nấu cho cái nước nó ngọt, với lại mình bầm một chút xíu thịt vô nữa, cái mình xấy tỏi xong rồi bỏ thịt vô xào cho nó săn lại, rồi mới bỏ nước vô rồi sôi nêm nếm sẵn hết rồi đó. Nhưng khi mà thịt nó chín mình nêm sẵn hết rồi mình mới bỏ rau vào sôi qua nhúng qua nhúng lại, với là nhắc xuống là nó ăn thì được. Là cái thịt này á là nãy chồng mình luộc sơ qua, như là mới mua về là nguyên một cái sườn nó dính vô một lóc dài vậy nè. Cái về cái mình tà lanh tà lẹt mình đâu biết đâu, mình tưởng đâu là nướng thì sắc sắc ra vậy nè cho nó nhanh chín. Cái mình lấy chồng trong cái giây phút mà chồng mình đi tắm cho chai quên á, là mình ở trong này mình sắc, mình đem ra mình rửa xong rồi mình sắc ra từng cái như vậy. Cái chồng mình đi vô, trời ơi đang làm gì đó, khi mà nói giờ em đang sắt xong rồi nè, cái đó trời đó ơi giỏi dữ. Tại vì chồng mình, ý chồng mình là chồng mình sắt làm hai thôi, sắt làm hai miếng ngắn vậy thôi để trong cái lò nướng cho nó đẹp, giống như là đem ra nó nguyên cái dĩ vậy nè cho nó bắt mắt. Nhưng mình ta lanh tà lẹt mình đem mình sắt hết ra luôn, thế là xong. Nhưng mà kệ, dù sao nó cũng là miếng thịt thôi, nó có mất miếng nào đâu mọi người ha. Rồi cái chồng mình luộc sơ qua, giống như luộc bỏ cái nước chơ, giống như nước bọt á mọi người, luộc xong rồi rửa lại nước lạnh, rồi cái làm khô, lấy khăn lau khô xong rồi mới bỏ vô lò nướng xong rồi nó sắp chín rồi đó. Cái đầu mới quét gia vị vô, cái gia vị này là nước tương nè, một xíu chút đường, rồi một xíu dầu mè, với lại là tỏi băm. À, với là cái gì nữa ta, có như vậy thôi đó. Thì quét gia vị vào thì nó nổi màu lên vậy đó mọi người. Rồi mọi người ơi, mình hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện, là mình lúc đó là mình bị đau bụng, là mình tưởng là mình chết đó mọi người, rất là sợ luôn nha. Lúc đó là hai đứa mình mới yêu nhau thôi, chưa có cưới. Thì là mình thì ở Chi Chu, chồng mình thì ở Yên Trên. Thì mình bị đau bụng thì mình đi bệnh viện mình khám. Thì bác sĩ nữ khám cho mình thì nói là mình bị đau ruột, là mình phải nhập viện ngay lập tức. Mà trong khi đó là mình cũng đang đi làm nữa. Mình đang đi làm thì mình mới hỏi là, tại vì mình đau bụng rồi mình cũng còn đi được bình thường, giống như nó lâu lâu nó nhói đau thôi. Mình chỉ nghĩ là đau ruột thừa hay là giống như đau bụng bình thường mà mình uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng mà bác sĩ nói là mình phải nhập viện ngay lập tức. Thì mình mới nói là mình phải đi làm nữa thì nặng lắm, sao mà phải nhập viện ngay lập tức. Thì nó là nặng lắm, phải nhập viện ngay lập tức. Thì lúc đó là mình sợ quá, mình tưởng là mình chết. Cái mình mới điện cho chồng mình là, opa, anh ơi, em sắp chết rồi, bác sĩ nói là em phải nhập viện ngay lập tức, nếu không thì nó ảnh hưởng tới mình là chết, thì phải mổ ngay lập tức.
cho nên là mình sao khóc bù lô bù lo lên, mình nói trời ơi mình sắp chết tới nơi rồi. Thì chồng mình nghe vậy chồng mình sợ là mình lúc đó là ui sao trên tim tụi bắt của ta nè, cái mình sợ quá thì là chồng mình mới kêu là thôi để đưa máy cho bác sĩ đó nói chuyện trực tiếp. Thì là chồng mình nói chuyện trực tiếp với là bác sĩ, thì bác sĩ cũng nói y chang vậy. Rồi mình khóc bù lo lên á, thì chồng mình nói đi liền qua Chi Chu, là trong vòng 2 tiếng đồng hồ là có mặt ở Chi Chu, là 2 tiếng sau là có mặt ở Chi Chu. Thì là đến bệnh viện đó thì là mình cũng đi được bình thường mà, mình đi ra ngoài sân bay mình đón chồng mình nữa chứ. Rồi mới quay ngược lại bệnh viện đó thì chồng mình mới nghi ngờ là không nghĩ là mình cũng đi được bình thường sao mà phải nhập viện. Thì là chồng mình mới chuyển mình ra bệnh viện lớn, là như chuyển hồ sơ lên bệnh viện lớn, là bệnh viện gần nhà mình luôn á. Thì là chuyển lên thì là đi khám, bác sĩ nói á đâu cần nhập viện đâu, đâu bị đau nó nói mà phải nhập viện. Trời đất ơi chú bớt không, cái là mình đi chụp CT từ trên xuống dưới, cái là thôi uống thuốc đi rồi về. Lúc đó mình qua bệnh viện lớn mình cũng còn sợ nữa, thì tại vì bệnh viện này nói là mình phải nhập viện, mình phải mổ ngay lập tức thôi, ảnh hưởng tới tính mạng. Thì nói trời đất ơi sắp chết tới nơi rồi, qua bên kia sao mà khám không kỹ hay sao mà không cho mình nhập viện, mình về nhà lỡ có chuyện gì thì sao. Nhưng bác sĩ nói đâu có sao đâu, đi về đi, về đi, về đi, bệnh có nặng đâu phải nhập viện, để người khác người ta nặng mình nhập viện không có phòng nữa, không có phòng mà cho những người người ta nhập viện nữa. Đi về đi, đi về đi, bác sĩ đuổi hơn đuổi tà nữa. Cái là ôm gói về lóc tót về. Thì cái chồng mình thì qua bên chơi chung chơi, cái hai đứa đi chơi tận luôn. Cô in chuyên tao ăn vợ hen. Mình có tật là mình nói chung là ai cũng sẽ chết chứ bộ. Nó thấy cái duyên mình đâu đúng không? Thì lúc đó thì bác sĩ nói nghe quá thì mình cũng sẽ chết thiệt. Cái bệnh gì chứ mà bệnh trong ruột gan thì sao nó nổ tử hay sao? Thì mình phải cẩn thận. Thì là đi chụp CT S1, chụp từ lên xuống dưới, giống như đưa cái máy vô đó, mình nằm đưa máy vô chụp từ trên xuống dưới. Mà trước khi mình chụp mình kêu chồng mình rồi phải đứng vô mình coi chừng nha. Anh không có mình suốt suốt là được chứ? 내가 안 왔으면 수술했어. 나 안 왔으면 갈랐어. Nếu mà cái trận đó chồng mình không xuống á là mình nó bắt mình đi mổ rồi đó mọi người, là nó phanh thay mình rồi đó. Tại vì hẹn mổ mà đi bệnh viện khác thì người ta mới đuổi về, người ta không cho nhập viện là tại vì chưa có bệnh nặng. Chứ mà nếu mà nằm bệnh viện đó là nó bắt mổ rồi, là kiểu như là mổ quan rồi trời, tự nhiên người ta không có bị sao chứ, chưa có đến nỗi sao chứ, bắt lên mà mổ người ta rồi, thiệt tình. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi, nếu mà thấy thích kênh của mình thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye. 아, 죽어요. 바이바이.